Đồ Gốc Đức Yên kính chào quý vị. Ngày hôm nay là 19 tháng 5 năm 2016 và chúng tôi đang cõi giáp chiếc bàn ăn ở 1m19. Chiếc bàn này được làm bằng gỗ hương, hương đỏ của Lào với những phần vân gỗ rất là đẹp, chất thì đanh. Và đây là bàn ăn cá 1m19 dành cho 6 chiếc ghế mà thường là hay làm ở ghế đi theo với ghế chân mập. Và chúng tôi đang làm chiếc bàn ăn này theo yêu cầu của bác sĩ Long công tác tại bệnh viện 10, là viện 110 của thuộc về tỉnh Bắc Ninh. Đây là bệnh viện quân đội hay còn gọi là quân y viện 10 đấy, quân y viện 110. Thì chiếc bàn ăn này có kết cấu là hai phần, phần trên là mặt và dưới là phần chân. Trước mặt là hiện nay chúng tôi có đủ 4 cỡ. Cái cỡ này là cỡ nhỏ nhất, 1m19. 1m19 này dành cho 6 ghế. Và cỡ tiếp theo là 1m33 dành cho 8 ghế, 1m53 dành cho 10 ghế và 1m72 dành cho 12 ghế. Hiện nay cửa hàng tôi là có đầy đủ 4 kích thước đấy. Và các cái ghế chân mập đi kèm nó thì có đang có khoảng 100 chiếc. Tóm lại là với cái lượng hàng rất là đồ sộ, thoải mái cho quý khách lựa chọn. Còn đây đang quay chiếc bàn 1m19, nhưng mà cái phần thuyết minh chúng tôi là dùng chung cho cả mấy chiếc bàn. Thì chiếc bàn này là cái phần trên là mặt và dưới là chân, nhưng mà cái mặt này có cái đặc biệt là nó có cái phần yếm, gọi là yếm hình tang trống. Thế nào là tang trống? Quý vị nhìn theo cái chiều nghiêng đây là nó hơi vẩy ra, nó xòe vành váy này một chút, chứ nó không phải là thẳng tưng xuống, cũng là tròn nhưng mà tròn thẳng khác, mà tròn vành váy là khác, quên mất tròn tang trống là khác. Và đồng thời là cái yếm này á thì thông thường người ta một là để trơn, hai là đục chạm thì chỉ có một là đục thủng, tức là còn gọi là thông phong, hai là đục lấy nền. Nhưng mà ở cái này là tổng hợp. Đây là một cái mẫu rất khó mà lúc trước chúng tôi làm hàng xuất khẩu đi Đài Loan là khách yêu cầu làm cái mẫu đặc biệt này. Thì sau đó là chúng tôi thấy thị trường nội địa rất ưa chuộng cho nên tôi tiếp tục làm. Và cái này là làm kỹ thuật rất khó. Đây là phần lấy nền và bên cạnh là phần thông phong. Đây đang đánh giáp mà quý vị trông thấy nó lèm nhèm một nét bởi vì đang cọ nhẵn. Thế bên phần dưới thì nó có một cái phần đế. Cái đế này nó kết cấu nó cũng rất là phức tạp, các chân rồi yếm rồi cổ rồi mặt, và bên trong có phần gá và ra 4 cái cánh hình cá. Tóm lại là những cái mẫu này ấy là chúng tôi công khai chỉ về mặt hình ảnh, còn bây giờ đi vào chi tiết kết cấu như thế nào là chúng tôi cũng phải có giữ bí mật nghề nghiệp, cho nên là cũng có một số xưởng cũng thích làm theo nhưng mà không làm nổi. Thì hiện nay là cái cánh bên cạnh này, thì lúc trước nó có hai mẫu, một là mẫu hoa mai, hai là mẫu ni ni hữu dư. Nhưng mà cái mẫu con cá và đề tài là con cá và hoa sen tượng trưng cho ni ni hữu dư thì là được thị trường ưa chuộng hơn, cho nên sau này chúng tôi bỏ cái mẫu hoa mai đi và chúng tôi chỉ làm mẫu cá thôi. Sau đó bàn ăn này gọi là bàn ăn cá, tại vì cái biểu tượng hình con cá chép và hoa sen thì vốn dĩ là rất đẹp, và các cụ nhà ta cũng vẫn có cái chành treo lấy ngư vọng nguyệt. Và cái cá chép và hoa sen thì nó đồng âm với cái chữ niên niên hữu dư. Người Đài Loan thì họ phát âm là nỉa nỉa nhiều dư, cho nên là với những cái thời kỳ chúng tôi làm nhiều cái hàng mặt hàng xuất khẩu thì cũng được hưởng nhiều cái mẫu mã đặc sắc từ nước ngoài đưa về. Cho nên là tại sao ở Đức Hiền rất nhiều sản phẩm đặc sắc lạ mà nơi khác không có, bởi vì chúng tôi là có những cái thời kỳ làm xuất khẩu rất nhiều, và tôi đã là người trực tiếp sản xuất và quản lý sản xuất là 26 năm nay, cho nên là những cái mẫu này là nó đã đi vào cái kinh điển của nghề nghiệp rồi. Và chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất ra bởi vì ngoài việc phục vụ thị trường nội địa nhưng thỉnh thoảng cũng xuất khẩu được. Thì nhân tiện hôm nay là đang đánh giáp cái bàn này thì chúng tôi giới thiệu để báo cáo quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm, và đây là cái sản phẩm chúng tôi đang
quay tại phía trước tầng 1 khu A chúng tôi. Khu A là 6 tầng, mỗi tầng 200 m², nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và trong này thì chúng tôi đang lau bóng lại chiếc hoành phi Đức Lưu Quang để chuẩn bị giao hàng đi Hà Nội. Nhân tiện đây tôi giới thiệu hoành phi này luôn. Thôi một chút nữa tôi sẽ giới thiệu riêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, và trước khi dừng thì tôi quay máy sang phía bên kia. Bên kia chính là khu B của chúng tôi. Và giờ đây, nhắc lại ngày hôm nay là 19 tháng 5 2016, và đã vào tháng 5, đã vào mùa phượng nở rồi, báo hiệu mùa hè đã tới. Trước khi dừng lời tôi xin kéo lại để tặng quý vị một chùm hoa phượng cho nó đủ cái thi vị mùa hè. Rất tiếc là không có cái cassette đây để bật cái bài Phượng Hồng để tặng cho quý vị với giọng ca của, tôi nhớ là của Tấn Minh thì phải. Giờ đây thì chiếc bàn đã được các bác thợ cho tôi đã bật ra, và nhân tiện là tôi quay cái phần bên trong để quý vị rõ được cái kết cấu của nó. Và đây là phần mặt bên trong của chiếc bàn. Thực ra là quay quá tỉ mỉ thế này thì nó cũng bị lộ bí mật nghề nghiệp, nhưng mà cũng không biết làm thế nào, bởi vì nhiều khách hàng ở phía Nam không thể đến được trực tiếp Đức Hiền thì có thể chỉ quan sát qua các cái clip này mà thôi. Còn chúng tôi buộc lòng phải thuyết minh rất là rõ ràng. Nhờ có máy móc hỗ trợ cho nên là việc đánh giáp của những mặt phẳng được rất là thuận lợi.